Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan đơn vị, phường xã tuyên truyền đến cán bộ công chức, người lao động, hội viên đoàn viên và nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao đa dạng hóa các hình thức thư viện lưu động tại trường học, phường, xã, tăng cường luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các thư viện để phục vụ bạn đọc. Phòng giáo dục đào tạo cần đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức. Ủy ban nhân dân các phường xã phấn đấu xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phấn đấu xây dựng đơn vị học tập.